Xin chào quý vị và các bạn. Ngày chủ nhật cuối tuần, cảm giác oi bức sẽ xuất hiện trở lại ở miền Bắc vào trưa chiều. Còn tại miền Trung, nắng nóng cũng bắt đầu nhen nhóm xuất hiện cục bộ. Ở miền Bắc, sáng sớm nay vẫn còn dư âm của khối khí mát nên trời còn dịu nhưng có khi có nắng sớm, khiến nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất trưa chiều nay ở ngưỡng là từ 33 đến 34 độ. Cảm giác oi bức xuất hiện trở lại ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Với khu vực ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, nhờ có gió Nam đến Đông Nam thổi nên trời dịu mát hơn, nhiệt độ cao từ 31 cho đến 32 độ. Hôm nay các tỉnh miền Trung cũng đón ngày chủ nhật với thời tiết tạnh ráo, nắng lên từ sớm, đẩy nền nhiệt toàn miền đều tăng lên mức là từ 33 cho đến 35 độ. Riêng tại khu vực phía Tây, các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ là trên 35 độ C. Dự báo là từ ngày 3 tháng 6 khi gió phơn hoạt động thì nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay, trời cũng khá tạnh ráo, gió mùa Tây Nam yếu đi nên mưa tại đây giảm về cả diện và lượng. Ở Tây Nguyên, lượng mưa chỉ còn vài nơi, trong khi đó ở Nam Bộ, mưa sẽ ở mức rải rác và tập trung vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Riêng Cà Mau và Kiên Giang có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to nên quý vị cần chú ý đề phòng. Về nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt chưa có nhiều biến động. Trưa chiều nay, cao nhất ở ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ từ 33 cho đến 35 độ. Trên biển, bão số 1 tan đi nên thời tiết trên toàn bộ Biển Đông đều chuyển tốt trở lại. Gió Tây Nam đều giảm cấp. Tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến ở ngưỡng là từ cấp 4 cho đến cấp 5. Còn với khu vực huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 4. Mưa chỉ xảy ra ở vài nơi nên tầm nhìn xa cả hai huyện đảo đều thông thoáng trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Hôm nay, hầu khắp cả khu vực trên cả nước đều đón ngày chủ nhật cuối tuần với thời tiết khá tạnh ráo. Tại thủ đô Hà Nội, mưa ít có khả năng xuất hiện. Sáng sớm nay, trời còn mát mẻ với nhiệt độ vào trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ, nhưng chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng nữa là có nắng lên. Vì thế, nhiệt sẽ cũng tăng dần. Cao nhất trưa chiều nay sẽ là vào từ 33 cho đến 34 độ. Cảm giác oi bức sẽ tái diễn trở lại. Còn tại thành phố Đà Nẵng hôm nay, trời có nắng lên sớm nên nhiệt độ cũng tăng nhanh. Cao nhất trưa chiều nay sẽ lên mức là 34 độ. Và nhiều khả năng từ ngày 3 tháng 6, nắng nóng cũng sẽ quay trở lại với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Gió Tây Nam đang hoạt động yếu nên những cơn mưa ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm hẳn. Ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là khoảng 34 cho đến 35 độ. Đến khoảng chiều tối có mưa dông trở lại với xác suất mưa là trên 65%. Trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ tiếp tục hình thành vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên thời tiết Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông có cục bộ có mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 4 tháng 6, khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo các hiện tượng như lốc, tố, gió giật và khả năng xảy ra trong mưa dông như lũ quét, sạt lở các vùng núi, ngập úng và vùng trũng thấp.
Về nhiệt độ, trong 3 ngày tới, nhiệt độ các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến là từ 28 cho đến 33 độ, riêng các tỉnh vùng núi thấp hơn là từ 26 cho đến 29 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 6, toàn miền sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hầu như nắng nóng sẽ kết thúc tại hai khu vực này, mưa dông xuất hiện nhiều hơn, thời gian mưa cũng đến sớm hơn. Riêng trong chiều và tối, cục bộ có mưa to, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không biến động quá nhiều, phổ biến ở ngưỡng là từ 28 cho đến 31 độ tại Tây Nguyên, còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Trên biển, ngày mai ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 4 đến cấp 5. Mưa dông ít, thời tiết chuyển biến tốt lại. Sang đến ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 6, một dạnh áp thấp mới lại xuất hiện và dịch chuyển từ phía Bắc trở xuống, tác động trực tiếp lên khu vực phía Bắc của Biển Đông, khiến cho mưa rào và dông tăng trở lại, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh cũng gia tăng hơn. Còn đối với khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong hai ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, gió Tây Nam đều ở mức dưới cấp 5, sóng biển thấp dưới 2 mét, mưa dông chỉ xảy ra rải rác. Dự báo từ khoảng ngày mùng 4 tháng 6 trở đi, gió Tây Nam hoạt động mạnh dần trở lên, mưa dông sẽ gia tăng trở lại. Thank you.